Kính thưa quý vị, giải đất Âu Lạc Việt Nam xinh đẹp vốn là quê hương của biết bao vị minh sư lỗi lạc. Ngày nay, chúng ta tự hào có sự hiện diện của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, một bậc thầy tâm linh cao quý và đồng thời là một nghệ sĩ tài hoa. Ngài đã cống hiến cho nhân loại một cách vô vị kỷ, hầu an ủi và nâng đỡ những mảnh đời còn nhiều thăng trầm, dẫn đưa đời sống tâm linh của họ đến bến bờ đại giác. Điểm đặc biệt của chương trình là chúng ta sẽ được kết nối trực tuyến với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vâng, chúng tôi xin được kết nối với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin chào, chào tất cả quý vị. Có nghe rõ không? Dạ, rõ ạ. Ok. Cảm ơn quý vị đã đến từ đường xa xôi để gặp nhau trong buổi lễ đặc biệt hôm nay. Trước hết, cảm ơn quý vị thật lòng. Xin quý vị cho một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nghệ sĩ đã quá cố. Thí dụ gần đây, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phạm Duy và những nhạc sĩ và nghệ sĩ khác đã lần lượt qua đời, để lại cho chúng ta những niềm thương tiếc vô cùng. Xin quý vị một phút mặc niệm cầu nguyện cho linh hồn của những vị đó, và cảm ơn trời Phật dẫn dắt họ lên những thế giới tốt đẹp mà họ xứng đáng hơn. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ ạ. Vâng, chúng con xin được cảm ơn sư phụ đã ưu ái dành thời gian trong lịch trình vô cùng bận rộn của Ngài để quý thân hữu cũng như các nghệ sĩ có cơ hội được trò chuyện cùng sư phụ. Xin cảm tạ Ngài, sư phụ kính yêu. Tôi phải cảm ơn quý vị chứ. Cảm ơn quý vị đã tổ chức buổi lễ vô cùng đặc biệt. Cảm ơn những quý vị đã tổ chức chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn đặc biệt những vị nghệ sĩ đường xa, lặn lội đến thăm chúng tôi. Tôi rất lấy làm cảm động. Cầu chúc quý vị ngày nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc, cũng như những sự vui vẻ và hạnh phúc mà quý vị đã đem đến cho thế gian từ nhiều năm qua. Tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn quý vị. Tận trái tim của tôi. Thay mặt cho mọi người trên thế giới, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin lỗi, không biết tại sao mà gặp quý vị cái cảm động như vậy. Thôi quý vị tiếp tục chương trình đi. Dạ, xin cảm ơn sư phụ ạ. Được sống trong an bình và hòa hợp là khát vọng của muôn người. Và người nghệ sĩ được ví như con đò chuyên chở những khát vọng qua lời ca tiếng nhạc của mình. Sau đây, chúng con xin kính mời sư phụ và quý quan khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ tài danh cùng hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Âu Lạc trình diễn. Tôi yêu tiếng nước tôi, câu hò thanh thang, chuyện kiều thanh thoát, lời du dịu dàng. Tôi yêu đất nước tôi, hương giang trầm lắng, cửu long phì nhiêu, hồng hà sống động.
tôi yêu dân tộc tôi, nòi giống tiên rồng, anh hùng hào kiệt, lòng dân hiền hòa. Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy đã dệt nên bản tình ca bất hủ thay cho tiếng lòng người dân đất Việt. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xưa tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Kính mời quý khán giả từ ái thưởng thức bản tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với phần múa minh họa của vũ đoàn Modern. Yeah.
sương nắng bên bờ ruộng sâu, vài ngàn năm đứng trên đất nghèo, mình đông da sắt không phai màu. Dìu nhau vào đến Cà Mau, áo ơi. Tôi yêu biết bao người lý lẽ chân và còn ai nữa, những anh hùng của thời xa xưa, những anh hùng của một ngày xin được cảm ơn sư phụ, và chúng ta cũng xin được cảm ơn phần trình diễn diễm tuyệt của ca sĩ thuần chay Hồ Quỳnh Hương và những nghệ sĩ duyên dáng của vũ đoàn Modern. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Và nối tiếp chương trình, xin trân trọng kính mời nữ diễn viên tài danh của làng điện ảnh Âu Lạc, nghệ sĩ ưu tú Hương Dung, chia sẻ đôi lời với ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng quý văn nghệ sĩ. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Wow. Chào cô. Xin kính chào ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chào cô Hương Dung, người đẹp. Xin kính chào quý vị cùng tất cả quan khách. Hôm nay tôi thực sự rất vui mừng khi được có mặt tại đây trong buổi giao lưu này. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khai sáng và dẫn đưa muôn người hướng về chân thiện mỹ. Những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ chính đôi tay khéo léo và trí tuệ uyên bác của Ngài, như lời gợi nhắc về cội nguồn chân nguyên cao quý của mỗi người. Những tác phẩm thơ ca của Thanh Hải Vô Thượng Sư như hơi thở ngọt ngào, như hương thơm của cỏ cây hoa lá. Những họa phẩm của Ngài vừa tinh tế vừa khéo léo, tượng trưng cho trời và đất. Mộc mạc thôi mà sao thấm đẫm trái tim của mỗi người. Tình yêu thương đồng loại, sự sẻ chia với những mất mát của muôn người từ khắp năm châu, những nghĩa cử cao đẹp đó đã đi vào những tác phẩm thơ ca. Những nơi ngài đi qua, tình yêu thương và tâm thiện gắn kết hiển lộ và đâm chồi.
Ngài nâng niu từng cánh chim, Ngài che chở mọi vật vô tri vô giác. Tất cả tình yêu thương đó đều có trong thi phẩm của Ngài. Những đôi bông tai xinh xắn, những chiếc nhẫn đủ màu sắc, những đồ trang sức phụ kiện để làm đẹp đều mang hơi thở của thiên nhiên, của lòng từ tâm bác ái. Chúng ta như cảm nhận được, như nhìn thấy, nghe thấy đâu đó trong những tác phẩm nghệ thuật của Ngài một lời nhắn gửi: hãy dành cho nhau tình yêu thương đích thực của con người, hãy yêu thương bạn thú vật thân thương và hãy chung tay bảo vệ họ, hãy sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, hãy đan tay nhau giữ cho địa cầu mãi mãi xanh. Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ngài hội tụ sự kết tinh của cầm kỳ thi họa. Ngài không chỉ là một vị thầy tâm linh cao đẳng, mà còn là một nghệ sĩ đúng nghĩa. Kính chúc sức khỏe Ngài. Còn rất nhiều linh hồn khát khao giác ngộ, nên cần lắm sự hiện diện của Ngài. Kính chúc Ngài vạn sự lành, nguyện cầu ước mong của Ngài cho địa cầu thành tựu viên mãn. Ăn chay để tự cứu mình, ăn chay để cứu địa cầu. Hãy chung tay giữ cho trái đất này mãi mãi xanh. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Cô nói chuyện giống như một người tri âm. Cô hiểu lòng tôi còn hơn tôi hiểu tôi nữa. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn trời Phật bảo vệ cô. Vâng, chúng con xin cảm ơn sư phụ và xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Viết bài đẹp quá. Với tầm nhìn cao rộng, với tấm lòng thương xót chúng sinh đang trầm luân trong cõi nhân sinh, bậc Thánh Nhân Bồ Tát phát khởi tâm lành: vì ta nên xả thân này, vì ta là khắp muôn loài chúng sinh, vòng quanh trong cõi vô minh, hằng xa số kiếp tử sinh xá gì. Và rồi các ngài đã không ngại ngần chọn lựa hy sinh, đổi những gian truân để lấy niềm an vui hạnh phúc cho muôn loài. Kính mời quý khán giả cùng chúng tôi cảm nhận sự giao hòa của những xúc cảm tâm linh với ca Huế, sự kết hợp của dòng nhạc dân gian và nghệ thuật nhã nhạc cung đình qua tổ khúc Chầu Văn, Xuất Gia, Đóa Sen Bồ Tát và Khuyến Tu. Phổ thơ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư với phần thể hiện của các nghệ sĩ danh ca Huế Phong Thủy, Thu Hằng và Kim Tuyến. Thank you.
Wow. My God, so beautiful. Thank you. Thank you. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Hát hay quá. Hát hay mà đẹp nữa, người cũng đẹp nữa. Vui vẻ. Vui vẻ. Người có người đất thân kính. Sư phụ cũng biết hát tiếng Huế này nha. Giọng Huế tôi cũng biết. Có nghe rồi hả? Sư phụ ơi, vậy sư phụ có thể hát tặng cho tất cả mọi người một câu à, thôi giọng Huế được không ạ? Vâng ạ, một câu thôi ạ. Hồi đó trên TV nghe rồi mà. Có một lần chị Hai hát cái bài mà tặng cho vị hôn phu hồi xưa đó. Thôi được hát một hai câu thôi nha. À. Dạ vâng ạ. Đâu dám múa liều qua mắt thở. Nhưng mà cái giọng hơi hơi khang tại đổi chỗ rồi ho. Ừ. Người về chỉ thấy có hoa vườn xưa. Vườn xưa chưa hiếu quẩn. Ô tang tình tang buồn ở nhà. Ô tang tình tang. À rồi rồi, bấy nhiêu nó được rồi. Cảm ơn. Dạ rất hay sư phụ ạ. Hồi xưa có trên TV quý vị quay lại nghe được rồi. Bữa nay giọng không tốt, không dám làm phiền, là không dám làm phiền mấy cái tay của quý vị. Thôi được, tiếp tục chương trình nha. Cảm ơn. Chị Hai cảm ơn. Dạ vâng ạ, chúng con xin cảm ơn sư phụ ạ. Kính thưa quý vị, mặt trời vầng thái dương rực rỡ, nguồn sáng, nguồn sống của nhân gian. Đắm mình trong ánh sáng mặt trời, bông hoa ngời sắc thắm, quả ngọt thơm chịu nạnh lầu cành. Ánh dương dịu dàng soi sáng trên vạn vật, không phân biệt cao thấp, sang hèn, sắc tộc hay màu da, cỏ cây hay muôn thú. Cảm tạ mặt trời, cảm tạ những điều lớn lao và bình dị mà mặt trời trao tặng cho nhân gian. Sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bài ca mặt trời với phần trình diễn của nam ca sĩ nổi tiếng Hà Okio. Anh được Tổ chức Bảo vệ Động vật PETA bình chọn là nghệ sĩ trường chay hấp dẫn nhất thế giới năm 2013. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho ca sĩ Hà Okio. Sáng của anh sương long lanh trên cành địa cầu ngát màu xanh và ấm áp trong an lành lòng hạnh phúc chào dâng đón anh nơi này tình bạn hữu thủy chung ở khi lễ tâm đầy vơi anh dương của trời trên đôi da vàng mang hơi ấm xua u ám tan đi anh dương an vui dành cho sinh linh muôn vàng để không ai bị từ chối tri ân từ ngữ thế gian vốn xa lạ lời xin tan dù cao xa đều vô nghĩa trước linh thứ huy hoàng nào ai thể hình dung vắng bóng anh sẽ thế nào dòng lệ thấm nhẹ rơi bài ca hát lên từ hồn tôi thank you.
Cảm ơn Okio. Cái bài khó hát mà hát giỏi quá. Bài này khó hát ha, không ai hát được đâu. Cảm ơn nha. Okio. Vâng, vừa rồi là ca khúc được phổ từ thi phẩm cùng tên của bài ca Mặt Trời của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư ạ. Vâng, và một lần nữa chúng ta cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Hà Okio rất nhiều. Một người nghệ sĩ đã rất là nhiệt tình đến với chương trình từ rất sớm. Và quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn nữa dành tặng ca sĩ Hà Okio được không ạ? Ok. Xin cảm ơn tất cả quý vị.